là với 2 tỷ 168 triệu chúng ta đã nhận lại được rất nhiều những thứ gọi là option trang bị về cả tiện nghi lẫn an toàn. Đây thì mình sẽ kể cho các bạn. Thứ nhất là hệ thống an toàn chủ động, là chiếc xe này có giữ làn bám đuôi, phanh tự động khẩn cấp này kia là có hết ở trên chiếc xe này. Ở hai phiên bản nó đều có. Cái thứ hai là về phần tiện nghi thì riêng ở cái phiên bản Platinum này chúng ta có 12 loa của Harman Kardon. Cực kỳ xịn sò. Xin chào mọi người, hôm nay là một ngày phải nói là rất cảm xúc. Và cảm xúc không chỉ đến từ việc đây là sự kiện ra mắt xe đầu tiên sau Tết Nguyên Đán, mà bởi vì chúng ta đang được cùng nhau chiêm ngưỡng và nói về một chiếc xe với ngoại hình cực kỳ cảm xúc. Xin giới thiệu tới quý vị là các vị, đây là chiếc Volkswagen Teramon X. Cách đây một thời gian mình đã từng có một cái video giới thiệu với các bạn về chiếc Teramon rồi, nhưng đây là cái phiên bản khác của chiếc Teramon đó, một phiên bản chỉ có 5 chỗ thôi, một chiếc SUV hay là CUV cũng được, cực kỳ là bá cháy ở phần ngoại hình. Như các bạn có thể nhìn thấy ở trên hình thì cái phần cảm xúc mà mình có đề cập tới các bạn ở phần đầu video ấy, nó còn đến từ phần giá bán so với những giá trị mà chúng ta nhận lại được ở trên chiếc xe này. 2 tỷ 168 triệu cho một chiếc xe của Đức được nhập khẩu trực tiếp về Việt Nam. Có thể nói là nếu mà nhìn ở trên phần phân khúc đi, thì chúng ta hay so chiếc xe này với cả những mẫu xe ví dụ như là Ford Explorer hay là chiếc Hyundai Palisade, Toyota Prado, kiểu như vậy, đúng không ạ? Nhưng nếu các bạn để ý kỹ hơn vào phần ngoại hình này và phần cấu hình của chiếc xe này thì các bạn sẽ thấy là nó hoàn toàn nằm ở một cái mảng riêng, một chiếc xe chỉ có 5 chỗ ngồi thôi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đi sâu vào với 2 tỷ 168 triệu thì chúng ta sẽ nhận lại được gì? Được gì? Xin lỗi các bạn. Nó cảm xúc quá. Ngay ở cái phần đầu video này, ngay ở cái phần đầu chiếc xe này, ở phần ngoại hình thôi, các bạn có thể nhìn thấy một cái ngoại hình, một cái phần thiết kế design cực kỳ là to bự, cực kỳ là cơ bắp và cũng cực kỳ là lực mà Volkswagen họ thiết kế ở trên chiếc Teramon X. Nó không còn cái dáng vẻ theo kiểu nó hơi mang thiên hướng kiểu gia đình, hơi mang thiên hướng kiểu có gì đó nó an toàn. Mà ở trên chiếc xe này chúng ta có một cái ngoại hình cực kỳ cá tính, cực kỳ thanh niên. Mình phải dành rất nhiều những từ cực kỳ ở trên chiếc xe này, bởi vì thực sự nó làm cho mình một cái ấn tượng rất lớn khi đứng cạnh em nó vào thời điểm này. Và với 2 tỷ 168 triệu thì chắc chắn rồi, chúng ta nhận lại được không chỉ có phần ngoại hình như thế này đâu, mà các bạn nhìn chi tiết vào những cái trang bị của trên chiếc xe này, các bạn sẽ thấy là nó cũng cực kỳ đáng giá. 2 tỷ 168 triệu chúng ta có hệ thống đèn ở phía trước này, full LED. Và xin thưa tới quý vị là các vị, đây là hệ thống đèn Matrix với cái phần design cực kỳ là ấn tượng. Một cái dải đèn LED định vị kéo dài xuyên suốt phần mặt ca lăng. Và ngay đến cái phần logo Volkswagen ở đây, chúng ta cũng có logo theo dạng phát sáng. Và chỉ riêng cái cụm đèn này thôi, nó cũng là một cái điểm nhấn rất lớn về mặt gọi là không chỉ là đẹp mà còn về cái tính thực dụng, an toàn của chiếc xe này. Đèn Matrix cực kỳ cao cấp, không chỉ sáng mà nó còn tắt bớt các cái điểm diode LED đi để không gây chói mắt cho người đối diện, rất tinh vi. Và ngay ở phía bên dưới thôi, chúng ta cũng có thể nhìn thấy một cái sự xuất hiện của một cái phần radar cho các hệ thống an toàn chủ động, lấy ví dụ như là giữ làn, ga tự động thích ứng, phanh tự động khẩn cấp nằm ở đó. Và tất cả các cảm biến được đặt khá là nhiều ở xung quanh phần đầu xe này. Và sẽ hơi thiếu sót một tí nếu chúng ta không đứng ở đây và cùng nhau chia sẻ về phần động cơ dưới này. Chúng ta sẽ có một cái khối động cơ xin phép là không được mở vì là đang có người bên trong. Khối động cơ 4 xi lanh 2.0 tăng áp 220 mã lực và 350 Nm mô men xoắn. Về cơ bản là khối động cơ này nó giống hệt so với cả chiếc Teramon phiên bản 7 chỗ. Chỉ có điều là chiếc xe này nó sẽ sử dụng hộp số là dạng 7 cấp ly hợp kép chứ không phải là Tiptronic 8 cấp như chiếc Teramon nữa. Xét về phần thông số kỹ thuật thôi nhé, mình chưa được chạy. Xét về thông số kỹ thuật thôi thì chiếc Teramon X này nó có cái sức mạnh đầu ra nó ở cái mức gọi là hàng chung chung của phân khúc. Mà thôi, cái đấy thì mình nghĩ là nó cũng đúng thôi, vì đây là một chiếc xe nó hướng tới cái mục đích nó bất có cái gì đó kiểu hơi gia đình, chứ nó không phải là kiểu thể thao này kia đâu. Nên là công suất các thứ nó chỉ ở mức gọi là vừa phải, vừa phải so với cả ngoại hình này thôi nhé, chứ không phải là so với cả những cái mà chúng ta nhìn đâu. Những cái chúng ta nhìn thực sự nó còn lớn hơn so với cả kỳ vọng điều kiện thực tế chạy ở Việt Nam cơ. Sẽ bước sang cái phần bên thân này thì có thể nói là các bạn có tin không? Với chiếc xe này nếu mình che đi phần logo và mình để logo Audi vào sẽ có rất nhiều người cũng sẽ bị nhầm vì nó
nó rất là quy tám, rất không biết phải dùng cái mỹ từ gì để nói về cái phần ngoại hình này, nhưng mà thực sự là trông nó rất bề thế. Và với cái thiết kế ở phần thân, các bạn có thể nhìn thấy là chúng ta sẽ có một cái phần đuôi xe nó hơi vát xuống phía bên dưới theo kiểu hơi light coupe một chút, thì nó tạo ra cho chiếc xe này một cái diện mạo ở phía bên ngoài rất thanh niên. Lấy ví dụ thế này, mình là một người trẻ đi, mình trẻ nhưng mà loanh quanh cũng là đầu ba rồi và cũng có gia đình chẳng hạn, thì những chiếc xe như thế này nó sẽ cực kỳ là thu hút được mình đó. Và ở cái phần thân này, nhân tiện chúng ta cũng sẽ nói về cái khoảng sáng gầm được một chút, thì ở trên chiếc Travon X này nó có một cái khoảng sáng gầm có thể nói là cực kỳ ấn tượng, phải nói là cực kỳ ấn tượng. 23 phân, rất lớn. Thậm chí là nếu các bạn so cái thông số này với cả nhiều chiếc xe SUV hay là bán tải thì cũng so được đấy, vì 23 phân không phải là một con số bình thường đâu. Và ở cái phần mâm này có thể nói là nó tương xứng với cái ngoại hình này. Bộ mâm của chiếc Travon X chúng ta có mâm 21 inch, cực kỳ to, lốp mỏng. Và nhìn vào cái phần mâm này thì mình liên tưởng tới những cái bộ mâm với những cái phần gọi là cặp chân của những chiếc Porsche, cực kỳ là lực, cực kỳ khỏe khoắn. Chỉ có điều là cái phần đĩa phanh bên trong này thì nó hơi nhỏ, tức là nếu các bạn nhìn ở phía bên ngoài và các bạn sẽ thấy là nó hơi nhỏ so với cả cái kích thước mâm như thế này, nhưng mà cũng không quá đáng kể vì đây cũng là một chiếc xe là xe phổ thông thôi, nó không phải là xe hiệu suất cao, nên là chúng ta cũng không thể nào đòi hỏi là đĩa phanh nó phải to hơn được, nó chỉ là phần thẩm mỹ thôi. Tiếp theo là đây là chúng ta sẽ có cái cùng phanh cũng được sơn đỏ kiểu thể thao. Ở trên chiếc xe này, hôm mà mình có xem một cái video của các anh quay lộn gầm chiếc xe này thì mình mới thấy là nó được làm cẩn thận như thế nào. Riêng cái phần gầm ở dưới chiếc xe này, chúng ta sẽ có phủ tất cả những cái phần ốp ở dưới gầm đều là ốp nhựa. Cái ốp nhựa như vậy để làm gì? Thứ nhất là để nó bảo vệ cho cái phần gầm của chúng ta khi chúng ta đi vào những cái cung đường xấu, nó hạn chế gọi là đá sỏi nó văng lên. Và cái thứ hai là nó cũng giúp cho cái việc gọi là giảm đi cái tiếng ồn từ phần mặt đường nó dội lên. Cực kỳ cẩn thận ở dưới phần gầm này, nếu các bạn nhìn thẳng vào nhá, gần như là nó phẳng. Và ngay đến những cái chi tiết gọi là hở ra của những cái phần khung, nó cũng đều được phủ đa vinh để giảm đi cái tiếng ồn từ bề mặt đường, cũng như là nó bảo vệ cho cái phần sassi ở phía bên trên, cực kỳ cẩn thận luôn. Và nói đến cái phần đuôi xe này thì chắc là mình cũng lại miêu tả lại một tí. Đây là một chiếc xe được nhập khẩu từ Trung Quốc do SAIC Volkswagen họ sản xuất. Nhưng nói đến Trung Quốc thì mình nghĩ là sẽ có nhiều bạn cũng sẽ có những cái định kiến này kia, nhưng mà mình xin khẳng định với các bạn nhé, nếu không có những cái đất nước như ở Trung Quốc thì chúng ta không có một chiếc xe nó đẹp đến như thế này đâu. Cực kỳ ấn tượng. Và các bạn nhìn ở cái phần đuôi mà xem, nó ăn khớp với cả khu vực đầu, và từ cái design đèn cho đến cái logo phát sáng, nó rất mang phong cách kiểu thời trang, kiểu có gì đó nó rất là màu sắc của châu Á. Phải có những cái nước như ở Trung Quốc thì chúng ta mới có được một chiếc xe nó đẹp đến như thế này, ấn tượng như thế này. Đó, cốp mở điện. Và đây, trước khi mở cái phần dưới này lên thì mình sẽ cho các bạn xem qua cái phần không gian cốp của chiếc xe này. Chiếc Travon X này nó cơ bản là ngắn hơn so với cả chiếc Travon phiên bản 7 chỗ. Nhưng chiều dài cơ sở của nó lại tương đương. Điều đó đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ có nhiều không gian hơn ở phía hàng 2 và ở cốp. Và nhìn vào không gian cốp này thì mình khẳng định với các bạn là nó đủ đáp ứng cho các bạn trong những cái chuyến đi rất dài. Bên cạnh đó đây, để mình mở cái phần này dưới này lên cho các bạn xem. Thì ngoài cái lốp sơ cua mâm 17 này ra thì chúng ta hãy nhìn vào những cái chi tiết ở dưới này đi. Ví dụ đây, các bạn nhìn nhé, những cái tấm lót để giảm đi cái tiếng ồn từ phần sàn đi lên, hay là những cái vật liệu này, vật liệu đáy của cái phần sàn cốp này, cho đến những cái tấm chắn này, cực kỳ chắc chắn, cực kỳ chắc chắn luôn. Nó không phải là một chiếc xe theo kiểu gọi là làm ở tàu như ngày xưa anh em mới nói đâu. Thực sự như thế, nếu các bạn để ý vào SAIC, một trong Big Four của Trung Quốc, và các bạn để ý vào cái từng cái chi tiết hoàn thiện của chiếc xe này, các bạn sẽ thấy là nó đẳng cấp, phải nói là đẳng cấp về khâu chế tạo. Đó, cảm biến xung quanh xe cam 360 đầy đủ. Và bây giờ thì sorry các bạn một tí, đang có các anh ở ngồi bên trong nên là thôi rồi. Mình xem ở ngoài này có gì thì mình nói nốt với các bạn trước khi
chúng ta có thời gian vào bên trong kia. Đây, bên này là một chiếc xe màu đen này. Đây anh em sang ngó luôn, một chiếc xe màu đen cũng thuộc phiên bản Platinum, tức là phiên bản cao nhất, 2 tỷ 168 triệu. Ở phía trên nó có bô này, nãy mình chưa chia sẻ với các bạn là nó cũng có thêm một cái thanh trang trí. Nó làm giả cái mang hút gió động cơ. Đó, ấn tượng đúng không ạ? Cao dã man luôn các bạn nhìn này. Ví dụ mình cao 1m80 nhá, mà đứng cạnh chiếc xe này mình vẫn cảm giác là trông nó hơi kiểu nó nuốt mình ấy. Cực kỳ khỏe khoắn. Đây này, và cái chi tiết cửa này nhá. Mình khá là thích ở cái những cái chiếc xe mà được thiết kế nó thông minh, cái chỗ là chúng ta sẽ có cái phần viền cửa này, nó bao hết toàn bộ cái khu vực đáy ở dưới, và nó sẽ không làm cho chúng ta bị bẩn cái phần bắp chân khi mà lên xuống. Chung đây là một cái chiếc xe mà mình nghĩ là cực kỳ xứng đáng, cực kỳ xứng đáng với cả cái số tiền chúng ta bỏ ra, 2 tỷ 168 triệu đúng không? Cái cho là 2 tỷ, gần 2 tỷ 2 đi ra biển, loanh quanh biển Hà Nội với biển Sài Gòn tầm 2 tỷ 4. 2 tỷ 4 nếu các bạn mua những chiếc xe khác trong cùng phân khúc thì tất nhiên là chúng ta có chiếc xe kiểu 7 chỗ rồi, mình không nói về mức độ thực dụng. Nhưng nếu để đánh trên cái yếu tố gọi là những người trẻ có gia đình và cũng không quá cần thiết tới một chiếc xe nó to đến mức gọi là 7 chỗ, cấu hình tới 7 chỗ làm gì, mà vẫn thích một chiếc xe nó phải thanh niên và có một cái chất chắc chắn, một cái chất gọi là khỏe của Đức ấy, thì đây, nó là chiếc xe này. Và cũng ở cái phần đuôi này thì mình nói qua một tí về cái khung gầm nhỉ. Cái khung gầm của chiếc xe này thì là khung gầm MQB, khung gầm toàn cầu của Volkswagen. Thì đây là một cái hệ khung gầm có thể nói là thông minh. Nó là một hệ khung gầm modul và nó được thiết kế, cấu tạo, sinh ra dành cho những chiếc xe với động cơ được đặt ở phía trước, 4 xi lanh nằm ngang, 4 hoặc 6 xi lanh nằm ngang, dẫn động 4 bánh, nhưng tất nhiên nó sẽ ưu tiên về cái phần cầu trước nhiều hơn. Gọi là 4 bánh, 4 motion là chứng danh của Volkswagen đó. Giống như kiểu Quattro của Audi này, 4Matic của Merc hay là X-Drive của BMW. Cửa tất cả là chúng ta sẽ có cửa vận, tay nắm cảm ứng hết. Rồi, ghế thứ hai nó nhấn một chút cho mọi người cùng quay được. Đây, mọi người ngồi vào hàng ghế thứ hai thì mọi người sẽ thấy được là chúng ta sẽ có một cái không gian nó to lớn như thế nào, nó tương xứng với phần ngoại hình này. Trước đây thì Tramon nó có 7 chỗ đúng không? Nhưng mà với cái chiều dài cơ sở như vậy, chúng ta giờ đây chỉ có 5 chỗ thôi, thì các bạn nhìn thấy là cái không gian cực kỳ là thanh thang, cực kỳ bắt ngát như thế nào. Và có một cái điểm khá là thích ở trên chiếc xe này, đó chính là cái phần mút ghế được làm khá là mềm, êm, với cái design họa tiết chỉ theo kiểu thể thao. Và độ ngả lưng ghế của chiếc Tramon X này nó cũng rất tốt đấy. Nó vẫn thiên hướng theo kiểu gia đình. Đây, một cái bệ tay có ngăn để đồ đó, nhỏ cái thứ vừa phải. Chúng ta sẽ có một cái hệ thống cửa sổ trời toàn cảnh ở phía bên trên này. Đây là một cái điểm cộng rất lớn vì bản thân chiếc xe này nó là một chiếc xe rất to rồi. Nhưng có thêm cửa sổ trời toàn cảnh thì nó lại làm cho cái hiệu ứng thị giác của chúng ta lại càng trở nên bắt ngát hơn nữa. Không gian kiểu nó to lớn hơn nữa. Và riêng cái phần cửa sổ trời toàn cảnh này thì bên cạnh cái phần rèm thì kính ở trên này nhá, cũng là một loại kính được phủ những cái lớp chống tia UV, đã hạn chế đi cái tình trạng gọi là trực tiếp vào làn da của chúng ta quanh nắng mặt trời ấy. Đó, có cửa gió điều hòa hàng hai, có chỉnh nhiệt độ một vùng, và thậm chí là chúng ta cũng có cả phần sấy ghế. Thôi, cuối cùng cũng vào được bên trong cái không gian nội thất này. Thì chắc là mình cũng sẽ chia sẻ cái cảm xúc của mình bây giờ khi mà ngồi vào trong này trước với các bạn. Thì thú thực nhé, nếu để so về cái thiết kế nội thất này với cái phần ngoại hình ở phía bên ngoài kia, thì khi ngồi vào trong này mình đâu đó cũng bị tụt mút đi vài phần. Tất nhiên là trông nó vẫn đẹp, trông nó vẫn rất ok, chứ không có gì để chê cả. Nhưng mà mình vẫn kỳ vọng là cái ngoại hình bá cháy như thế kia đúng không? Như thế, ngoại hình như thế này thì vào bên trong nó cũng phải hoành tráng như thế. Nhưng mà vào bên trong này thì đâu đó mình vẫn thấy cái phảng phất của một cái hơi hướng khá là an toàn, khá là lịch lãm. Chính xác dùng cái từ đó nó sẽ hợp lý hơn, nó sẽ không kiểu chơi chơi như ở phần ngoài nữa. Nhưng mà thôi, đấy là cái gu cá nhân. Tiếp theo thì khi mà ngồi ở đây thì chúng ta sẽ cảm nhận được là cái lịch lãm đấy nó đến từ những cái vật liệu trang trí, vật liệu ốp ở trong không gian cabin này, bao gồm toàn bộ là bọc da, những cái chi tiết mà chúng ta sờ tay vào như từ phần táp bi cửa này kia là bọc da và nhựa mềm hết. Những cái chi tiết nhựa theo kiểu màu đen bóng piano này, hoặc là phần táp lô chúng ta sẽ có thêm những cái vạch kiểu thêm logo Tramon X này đó, và những cái phím bấm vật lý thì đều được giản lược
để thay thế bằng những cái nút bấm cảm ứng và gom vào màn hình. Duy chỉ có phần ở dưới này chúng ta nói ở đấy trước đi. Cái cần số này, cần số điện tử RNDS, cần số điện tử. Thực ra nhé, mình thì mình thấy là cái kiểu thiết kế cần số điện tử như thế này thì đồng ý là nó gọn gàng, trông nó cũng cảm giác nó giải phóng được cái phần mặt bằng của cái không gian này, nhưng mà mình thích cái cần số nó to to hơn tí, trông nó vẫn phải có gì cầm nắm nó mới sướng. Đấy thì nó chỉ là cái quan điểm. Tiếp theo nữa là dưới có phanh tay điện tử auto hold start stop thì ở trên này, và ở trên chiếc xe này nhá, chúng ta có rất nhiều những cái chế độ lái này. Như mình quan sát ở đây 1 2 3 4 5 6 6 chế độ, và thậm chí là ở riêng chế độ off-road của chiếc xe này chúng ta có thể custom được. Tức là nó có thể can thiệp sâu hơn. Đây ví dụ như này đi, và các bạn off-road này. Đó, chúng ta sẽ có thêm cái custom này. Đó. Thì ở cái custom này vào bên trong nó sẽ chỉnh được các cái liên quan tới hệ thống lái này kia, nói chung là chỉnh khá là sâu. Ở phía bên đây chúng ta cũng nói luôn về màn hình, thì chúng ta sẽ có các cái dạng điều khiển nhiệt độ, volume, là dạng cảm ứng trượt 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 hết ở dưới này này. Và một cái màn hình đâu đó khoảng 12.3 inch, độ mượt cũng khá là ổn nhá. Thực ra cái màn hình này nó là một cái chi tiết gọi là đơn giản, mà mình thấy với cái công nghệ xe hơi bây giờ thì màn hình đơn giản lắm, không đắt đỏ, không cầu kỳ gì đâu. Ở trên này nó hiển thị cả cảnh báo áp suất lốp. Và lùi ra phía bên này thì mình sẽ có một cái phần đồng hồ công tơ mét, cũng là dạng màn hình đâu đó vào khoảng 10 inch nho nhỏ, được đặt nằm ngang hình chữ nhật. Và phần vô lăng đó, với gói gói R design, tức là kiểu thể thao ấy, cái chi tiết trang trí màu đen. Và ở trên chiếc xe này nhá, một trong những cái điểm mà mình nghĩ là nó dễ thuyết phục người mua của chiếc xe này, bên cạnh cái phần ngoại hình bá cháy ấy, là gì? Là với 2.168.000.000 chúng ta đã nhận lại được rất nhiều những thứ gọi là option trang bị về cả tiện nghi lẫn an toàn. Đây thì mình sẽ kể cho các bạn. Thứ nhất là hệ thống an toàn chủ động, là chiếc xe này có giữ làn, bám đuôi, phanh tự động khẩn cấp này kia là có hết ở trên chiếc xe này. Ở hai phiên bản nó đều có. Cái thứ hai là về phần tiện nghi, thì riêng ở cái phiên bản Platinum này chúng ta có 12 loa của Harman Kardon, cực kỳ xịn sò, 12 loa. Và mình tin là với tiếng đóng cửa như thế này và cái chất lượng thân vỏ, chất lượng lắp ráp của chiếc xe này ấy, thì nó sẽ đem đến một cái khả năng về mặt cách âm, môi trường xử lý và âm thanh kết hợp với nhau là tốt, phải nói là tốt. Tiếp theo thì những cái giá trị mà chúng ta nhận lại được trên cùng cái số tiền bỏ ra nó cao. Đây, sạc không dây ở dưới này đầy đủ nhá. Và thậm chí là hai ghế trước của chiếc xe này chúng ta cũng có chức năng sưởi và làm mát, cực kỳ xịn sò, cực kỳ nhiều những cái trang bị, cực kỳ nhiều trang bị luôn. Dưới này là một cái hốc để đồ này. Đây, mình sẽ đóng hết vào. Đó, cực kỳ nhiều thứ. Và những cái phần nút bấm này kia ấy, các bạn để ý ở cái phần cửa các thứ ấy, nó sẽ có hơi hướng, hơi kiểu Audi một tí. Hơi Audi một tí, vì cái này cũng hoàn toàn dễ hiểu thôi, vì Volkswagen là một cái hãng rất là lớn, sở hữu tới 12 thương hiệu con. Trong đó có những cái thương hiệu mà chúng ta vẫn biết như kiểu Ducati này, Porsche, Audi này kia, nhiều lắm, nhiều thương hiệu con. Nói chung là chiếc xe này là một chiếc xe mà mình nghĩ là mình rất là phấn khích, rất là ưng ý. Ghế này, đây các bạn nhìn nhé, cái phần tựa đầu này nhé, nó cũng có thể điều chỉnh được cái phần đỡ đầu này. Nó giống như ở trên máy bay ấy. Ngày xưa anh em, nếu anh em đi máy bay như kiểu A350 Airbus hoặc là Boeing 787 là chúng ta cũng có những cái kiểu tựa đầu như thế này, nó giúp cho cái hành khách của chúng ta người ngồi ấy, nó sẽ không bị xô lệch cái phần đầu khi chúng ngủ được. Nói chung đây là một cái xe mà mình rất có ấn tượng, rất rất có ấn tượng với cái giá bán, với cái ngoại hình và với những cái giá trị mà mình nhận lại được. Phải nói là giá bán nó khá là thơm đấy, 2.168.000.000 mà chúng ta nhận lại được chiếc xe của Đức, nhập khẩu Trung Quốc. Nhưng mà Trung Quốc ở đây Trung Quốc giết đấy, nhưng mà Trung Quốc vớ vẩn đâu, Trung Quốc hàng xịn NIC ấy. Và những cái gọi là cốt lõi của một chiếc xe Đức, nền tảng cùng gầm, động cơ chắc chắn, bề thế, và nó đáng để chúng ta cân nhắc, cực kỳ đáng luôn. Thì đó là tất cả những cái gì mà mình cảm nhận được về chiếc xe này trong buổi lễ ra mắt ở Hà Nội ngày hôm nay. Thì không biết mọi người thấy sao về chiếc Tramon X này, thì có thể để lại comment ở phía bên dưới nhá. Còn bây giờ thì cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.